Đám cưới Thủy Tiên, Công Vinh đãi tiệc trai. Đám cưới của cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 12 tới đây, được chiêu đãi tiệc trai với khoảng gần 1.000 khách mời. Thông tin trên được ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh xác nhận với báo chí, khẳng định việc đãi tiệc trai vì không muốn sát sanh trong ngày trọng đại của mình. Ngoài ra, lễ cưới còn được làm lễ hàng thuận tại chùa ở Kiên Giang. Nhiều trang báo điện tử và cộng đồng mạng yêu thích hai nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, thể thao này đã dành nhiều lời khen tặng vì ý niệm lành dẫn tới quyết định nhân văn của cả hai. Được biết, Công Vinh quê ở Nghệ An là cầu thủ bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay, còn ca sĩ Thủy Tiên quê ở Kiên Giang, hai người đã có thời gian quen nhau 6 năm trước khi đi tới quyết định kết hôn. Món chính: Kỳ Duyên Hội Ngộ, Ngưu Sơn Đầu Hoa, Một Thoáng Quê Hương, Thủy Chiêu Ngưu Tất, Long Hoa Hải Hội, Món Tráng Miệng, Thủy Ngọc Sơn Trầm, Đài Cát Trầm Anh, Suối Nguồn Tươi Trẻ. Ha ha ha, 问什么的说。